Đó, rồi bây giờ xử lý sao đây? Thôi cho anh xin lỗi, tại nhiều khi đi xe nó bị trục trặc cho nên là nó bị trễ. Cho anh mong em là bỏ qua. Nhưng mà lần sau anh đừng có tới trễ nữa nha. Anh lần sau anh sẽ cố gắng. Trời đất ơi, tại anh đem bánh tráng xuống cho em mà đường dằn quá anh chạy chậm, anh sợ bể bánh tráng cho nên anh tới trễ. Rồi đọc luôn câu đó. Bạn trai hãy nắm tay bạn gái và nói lời yêu thương tạo niềm tin. Rồi xin phép bạn gái cho nắm tay bạn gái đi, cái này đứng lên được rồi đó. Chào anh. Chào bạn trai, bây giờ hãy giới thiệu về những thông tin cá nhân của mình nha. Em tên gì? Em chào chị Cát Tường, chào các quý vị khán giả và chào bạn nữ bên kia. Rồi nói lớn lên bên đây mới nghe được nè. Em tên Đào Trung Kiên, em sinh năm 1988. Em hiện đang sinh sống trên Lâm Đồng. Lâm Đồng? Vâng. Ồ, và trên Lâm Đồng xuống đây quay hình luôn. Em mới xuống hồi sáng sớm nay. Ồ, vậy hả? Rồi mình tính ở chơi bao lâu? Nếu mà cả hai cùng là mút thì cho em chơi thêm ngày mai nữa. À, còn không bấm nút, bây giờ liền hả? Chắc tối nay em về rồi. Ồ, vậy đó hả? Rồi, hy vọng là em sẽ có dịp ở lại thành phố Hồ Chí Minh chơi một ngày quý vị nha. Rồi bây giờ mình đang làm công việc gì Kiên? Hiện tại em đang kinh doanh, em làm bánh tráng. Bánh tráng mắm ruốc. À, kinh doanh bánh tráng mắm ruốc. Mình đông người làm không? Ở trong gia đình em làm. Trong gia đình đông anh chị em không? Em thì có 4 anh chị em. Em là đầu. Ê, chào em gái, em tên gì? Dạ, em tên Lan. Dạ, em sinh năm 88 luôn. Em quê ở Gia Lai. Quê Gia Lai? Hiện tại mình đang sống và làm việc ở đâu? Lúc trước thì em làm ở Bình Dương, còn em mới nghỉ việc, em mới về quê. Ở Gia Lai mình đang sống với ai cơ? Với ba mẹ. Ba mẹ, hiện tại giờ có đang làm công việc gì không? Dạ không. Vậy trước đây thì em làm công việc gì? Em làm nhân viên văn phòng. Rồi mình có dự kiến về kế hoạch gì sắp tới chưa? Ăn Tết xong thì em về Bình Dương làm lại. Nhưng tại sao em lại chọn Bình Dương? Tại em thì ở đó nhiều công ty Trung Quốc. Em thì em biết tiếng nên nó dễ hơn ở Sài Gòn. Làm em biết tiếng Trung. Rồi điểm mạnh, điểm yếu của em gái là cái gì nè? Điểm yếu chắc là em ít nói. Còn điểm mạnh thì có lẽ em dễ gần với mọi người. Còn Kiên, điểm mạnh, điểm yếu của em là cái gì? Mạnh của em thì biết làm việc nhà, nội trợ em làm được. Nội trợ trong nhà được? Vâng. Cho chị hỏi thiệt là cái khâu mà làm bánh tráng, mắm ruốc là khó không? Cái mắm, cái bánh này là nó khâu nào nó cũng có cái khó của nó. Em là người đầu tiên làm bánh này. Em là người đầu tiên làm? Vâng. Có nghĩa là cái bí kíp đó là bí kíp đấy là có một gì em chỉ lại, gì mất rồi cho nên là em tiếp làm tiếp đi. Có nghĩa là giờ là trong nhà là em là chùm đó phải không? Em làm đầu tiên. Mình bán một ngày là khoảng, mình bán lẻ hay mình bán sỉ? Em vừa bỏ sỉ bỏ lẻ. Một ngày vậy là mình bán được khoảng bao nhiêu bánh? Cũng tùy, chỉ có ngày 1.000 cái, có ngàn ngày mấy trăm, có ngày hơn 1.000. Nhưng mà vậy cái này là mình bán trên đó thôi đúng không? Em bán đi, bán đi Bắc Trung Nam mình. Ồ, thơm ngon hấp dẫn. Rồi tình trường thì sao? Trước giờ Kiên trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 4 mối tình. Ấn tượng nhất chắc là mối tình đầu của em. Em quen được chắc 6 tháng. Rồi mối tình đầu thì ngắn ngủn vậy? 6 tháng hả? Sao chia tay? Cái bạn đấy cũng ở xa với em. Em là trên công tâm đúng không? Lâm Đồng. Lâm Đồng đúng không? Còn bạn ấy cái bạn ở đâu mà xa? Hóc Môn. Thành phố Hồ Chí Minh. Em thì em vẫn đồng ý gặp nhưng mà bạn đấy chắc là có người khác cho nên là chia tay. Rồi mối tình cuối cùng gần đây nhất là hồi nào? Gần đây nhất là hồi sau Tết vậy. Em cũng quen một người, cũng có một người con rồi. Rồi sau này ở đây đi làm xa cho nên là xa mặt cách lòng rồi. Sao em nãy giờ chị nghe kể toàn xa mặt cách lòng không vậy? Người ta thì cũng ở gần nhưng mà quen một thời gian người ta mới làm xa. Rồi cuối cùng là quen được bao lâu? Hơn nửa năm. Hơn nửa năm. Đó giờ có mối tình nào trên năm chưa? Chưa thì. Trời ơi, em bị dính lời nguyền hả? Em hứa năm 6 tháng không thôi phải không? Lần này cố nha. Dài rồi tiến tới hôn nhân luôn ha. Vâng. Ví dụ bây giờ tìm được người ưng ý thì bao lâu em tiến tới hôn nhân? Thì em thì khoảng 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đến 1 năm, đồng ý. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chưa? Em thì chuẩn bị sẵn sàng. Rồi lấy nhau về thì mình dự kiến là ở đâu? Ở chung với bố mẹ luôn hay là mình ra em riêng thì... hay là mình như thế nào? Em sẽ ra riêng. Ra riêng, rồi ai làm bánh tráng? Dạ, phải có thể làm riêng cũng được. Cho hỏi để cho bạn gái mình cũng nghe luôn. Rồi còn em gái thì sao nè?
tình trường của mình trước giờ như thế nào? Dạ em có hai mối tình. À bao lâu gần mối tình đầu tiên bao lâu? 11 năm. 11 năm mối tình đầu tiên. Trời đất ơi, là em quen từ lúc nào tới lúc nào? Năm bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi? Từ lúc còn đi học cấp 3 cho đến khi mà em học đại học đi làm. Mà sao không tiến tới được hôn nhân em? Mối tình đầu đẹp quá mà 10 năm trời đến 11 năm sao thôi nhau? Thì lúc đầu em quen là ba mẹ em không có biết. Rồi bạn đó có lên nhà thưa chuyện rồi xong rồi. Lúc đầu là do em là đạo Thiên Chúa chị, nhưng bạn đó là đạo Phật nên nó khó. Không hẳn là gia đình em không đồng ý mà là em không muốn. Ngay từ đầu em quen em đã biết không cùng tôn giáo rồi sao em để gì tới mười mấy năm? Ngay từ đầu bạn đó là nó là theo em. Nhưng rồi sau đó mẹ người ta đồng ý mà ba người ta lại không đồng ý. Nó cứ lấn cấn nên thôi em không quen. Thì ý chị nói là bắt đầu gia đình xen vào và lấn cấn á thì bao nhiêu lâu nữa mới chia tay? Chắc cũng 2 năm mấy. Có nghĩa là em quen gần cả chục năm rồi lúc đó mới dẫn về gia đình hai bên. Gia đình người ta biết mà gia đình em không biết. Trời ơi, mà sao quen gì cả chục năm mà không đưa người ta về nhà chứ trời. Cô này cũng ngộ nữa. Rồi hồi chị còn nhỏ chị quen bạn trai là chị đã đưa về cho ba mẹ chị thẩm định ngay từ đầu rồi. Để được không được gì ra đầu gia đình nói trước chứ đâu mà quen tao cả chục năm mới dẫn về. Rồi cả chục năm dẫn về cái cuối cùng không hợp cái chia tay. Bởi vậy rút kinh nghiệm nha. Lần sau là ngay từ đầu đỡ mất thời gian. Nhưng mà rồi thôi chị không nói em cũng phải rút kinh nghiệm nữa. Tại vì cuộc đời đâu có nhiều cái 10 năm đâu em. Cái thôi chứ cái nữa tiêu à. Rồi có mối tình thứ hai là quen được bao lâu? Quen được gần 1 năm. 1 năm là lý do sao chia tay? Bạn đó về Trung Quốc, bạn đó là người Trung Quốc. Bạn đó người Trung Quốc thì có ảnh hưởng gì không? Không, lúc đầu là bạn đó tính qua đây lập nghiệp. Nhưng rồi về rồi bạn đó không có xác định qua đây nữa. Mà kêu em về cưới rồi về bển. Nên em không quyết định về đến đó. Trời ơi, cái số cô này sao lận đận dữ vậy? Người thì khác đạo, người thì khác nước. Có đạo gì không? Có, em cũng đạo Thiên Chúa. Rồi, đầu tiên cùng đạo Thiên Chúa. Ok. Ở cái Lâm Đồng, Gia Lai gần nhau. Ok, được chưa? Là cái đó là ổn rồi đó nha. Là chương trình đã chọn cho em là những cái mà trường hợp trước đây của em là đã loại bỏ rồi đó. Giờ chỉ quan trọng là tính cách của hai người, tình cảm hai người có được hay không thôi nha. Làm thu hồi hộp quá, thiệt luôn á. Rồi, thế bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao tầm 1m68 đến 1m75 đổ lại là được rồi. Này, cao tầm 1m67-68 à, đúng không? 1m6. 1m6 à hả? Chết cha, thôi kệ, nhưng mà bây giờ ta cùng đạo, cùng nước mà có tiền nữa. Bỏ vô quá quan bên đi. Bây giờ muốn đẻ con và mốt con cao cho con uống sữa nhiều vô. Dinh dưỡng tốt, không sao hết. Rồi gì nữa, ngoài chiều cao còn gì nữa? Không có bụng bự. Không có bụng bự. Liên lạc chị Tường mua sản phẩm giảm cân, hơi bự xíu. Còn gì nữa? Không có đầu hói. Hên quá. Không có đầu hói, ok, gì nữa? Không hút thuốc. Còn hút thuốc không? Em không. Còn gì nữa không? Vậy thôi. Vậy thôi phải không? Chị thấy vậy là ta tương đối ổn rồi đó. Còn em? Bạn gái cao từ 1.5 đến 1.6 là được. Cá tính một tí. Rồi. Nói nhiều một tí. Rồi. Người biết đối nhân xử thế. Ví dụ như giờ lấy vợ về mà vợ không muốn ở nhà phụ mình làm bánh tráng, vợ vẫn muốn đi ra công ty làm việc rồi này kia bình thường, được không? Không được. Có hình ảnh gì không? Đây có. Em có hình ảnh gì không cưng? Rồi, cho chị Tường mượn ra. Chà, được. Này là dịp gì với em? Đó, sinh nhật em. Sinh nhật em á hả? Sinh nhật của ảnh á, lựa đi coi ảnh là ai trong đó. Trời ơi, trùng hợp vậy. Sinh nhật đó không biết sinh nhật ai, lựa đi coi có ai, cô cổ trong trọng. Em cao mét mấy cưng? Dạ em cao 1.5. Cao 1.5, bên đây cao 1.6. Đó, hai người tự kiếm nhau đi. Em nghĩ chắc là bạn này. Đó. Hình này sinh nhật ai đó em? Sinh nhật em. Sinh nhật em. Đó, ơi, sinh nhật em, bên đây sinh nhật ảnh. Sao em đoán là anh đó vậy? Thì hồi nãy vô nghe nói chuyện. Rồi, cầm ảnh lên và chúng ta sẽ so sánh với con người thật bên ngoài xem như thế nào nha. Xin mời các bạn hướng mắt về cửa trái tim. Mình đoán đúng không? Em đoán sai. Sinh nhật rồi thì người ta phải ngồi chính giữa chứ. Wow. Bên đây đoán đúng á. Bên này sao? Không có món quà. Nãy giờ thì tôi dẫn chương trình mà tôi phân tâm với cái mùi. Không có món quà tại. Mắm hút lắm nha. Phân tâm với cái mùi. Không có món quà tại. Mắm hút lắm nha. Trời. Có cái bánh này là bánh anh làm. Đó,
anh làm bí quyết đó, coi mai mốt về phụ bán bánh tráng này, bán đồ ăn vặt giàu lắm luôn á. Em cũng có món quà. Rồi anh cảm ơn. Món quà gì á cưng? Dạ bình giữ nhiệt. À, lý do tại sao tặng ảnh cái bình giữ nhiệt? Thôi trời, ở trên em thì hơi lạnh. Một món quà rất là ý nghĩa ha. Bây giờ thì lần đầu tiên khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm nhận của em như thế nào? Giống như cái tiêu chuẩn của em lựa chọn người mũm mĩm một tí. À vậy hả, em thích vậy hả? Vâng. Wow. Thế còn em, cảm xúc đầu tiên của mình như thế nào? Dạ không có giống em tưởng tượng. Không giống em tưởng tượng, em tưởng tượng sao? Thì nghĩ bạn ấy là ốm rồi. Hồi nãy tôi nói rồi mà, liên hệ giảm cân, liên hệ gặp chị Tường rồi mà. Tôi thấy hai bạn rất là xứng đôi với nhau đó, cũng còn toàn giống nhau nè. À, qua rồi đều là những cái người trẻ năng động cùng tuổi nữa. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức những món ăn rất là ngon chuẩn bị sẵn cho hai bạn rồi. Xin mời, chương trình đã chuẩn bị. Rồi, bây giờ thì mời hai bạn ha, vừa thưởng thức bánh ngọt, uống nước rồi trò chuyện tâm sự với nhau cho nó thoải mái, tìm hiểu nhau một chút. Rồi ý định trong tương lai ra sao, ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại nha. Chúc hai bạn tự nhiên ha, ngon miệng. Anh đi. Ở nhà em đông chị em không? Nhà em có 3 anh em. À, em là thứ mấy? Em là giữa. Em có đi lên Đà Lạt chơi bao giờ chưa? Em mới đi về cách đây chắc nửa tháng. Sau này mà nếu mà có chân tới được ấy, thì ví dụ em có để ý là công việc của em là em nhất định xuống Bình Dương làm hay là phải? Thực ra công việc thì ở đâu cũng được. Nhưng mà em thì chuyên về tiếng Trung nên em muốn tìm công ty Trung Quốc thì nó sẽ dễ dàng hơn cho em. Gần nhà anh cũng có công ty Trung Quốc, cách cỡ khoảng 2-3 cây số à. Và anh dự định là lập nghiệp ở quê luôn hả? Anh thì hiện tại thì anh vẫn ở quê, còn sau này cũng có thể đi được. Tại vì công việc nó cũng đơn giản. Nếu như mà mình mà có thể tiến tới được ấy, thì em dự định là bao lâu thì sẽ kết hôn? Nếu mà được, em với anh cứ tìm hiểu. Cảm thấy mình, khi nào mình cảm thấy đủ đầy hợp thì mình có thể tiến tới. Anh đã xuống Sài Gòn này khi nào chưa? Hay là hồi giờ anh chỉ ở quê thôi? Anh cũng xuống cũng nhiều. Trước đây anh cũng có đi bộ đội rồi cho nên là anh đi cũng nhiều. Em ăn thử bánh tráng anh làm thử. Dạ. Hồi giờ em cũng chưa ăn khi nào. À vậy. Dạ. Em là Gia Lai Con Tum đúng không? Dạ. Con Tum anh cũng có gửi qua. Bên Đắk Lắk cũng có. Nếu mà được thì sau cuộc hẹn này anh mời em đi chơi ở thành phố. Dạ. Thì ở thành phố này em cũng biết nhiều. Nếu mà được thì em dắt anh đi. Bố mẹ em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, bố em thì gần 60. Mẹ em cũng hơn 56 tuổi. Sẽ cũng bằng. Sao không ăn gì trơn vậy? Rồi ăn bánh tráng thấy sao? Có đem cho tôi cái dư cái nào cho tôi không? Em cũng có chuẩn bị cho chị Tường một phần. Có không? Có. Chắc rồi nha. Không thua là tôi mai mối không thành đâu đó. Rồi đùa thôi. Rồi hôm nay hai bạn đi xuống đây. Để em gọi cho mẹ em. À, gọi cho mẹ. Ok, gọi cho mẹ. Tính hỏi là hai người đi có người thân đi theo không? Mà nghĩ xa xôi quá chắc không đi đâu. Hôm nay mẹ em diễn văn nghệ trên nhà thờ ấy. Vậy hả? Vâng, cho nên là. Rồi mẹ biết là mình hôm nay đi xuống này để mà ghi hình đi tìm bạn gái không? Rồi đâu gọi mẹ thử coi. Giờ này là mẹ đi nhà thờ về chưa? Tối thì em đi diễn. À, để hả? Tối mới đi diễn hả? Rồi em gọi thử coi. Ba đó hả? Bố luôn hả? Dạ, con chào cô chú. Cô chào, cách đường. Cô chú khỏe không? Cô thì bây giờ cũng khỏe rồi. Cô chú sáng nay đang làm gì đó? Cô vừa ở ngoài chỗ nướng bánh về. À, rồi cô biết con trai mình bữa nay đi đâu không? Lại đi đi tìm tình duyên. Đi tìm tình duyên, dạ. Hy vọng hôm nay mà cô con trai đi tìm tình duyên rồi cô ở nhà cô có cầu nguyện gì không? Mà cô có trước khi đi cô có dặn dò gì không vậy? Thì bây giờ thì dặn thì cô chẳng biết dặn gì. À, bây giờ thì làm sao mà cái đến mà nếu mà gặp được người mà cái thật lòng với mình ấy thì dễ, cái gì cũng dễ, nếu mà cái thật lòng là nó dễ vượt qua được mọi thứ ấy. Dạ. Rồi giới thiệu bạn gái bữa nay cho mẹ coi. Đừng nói chuyện với mẹ, giới thiệu mẹ đi. Đó, đi qua bển nói chuyện, đứng đó nói giống như chị nói chuyện với em vậy đó. Nói chuyện với anh. Dạ con chào bác. Chào anh đâu ạ? Nhà con ở Gia Lai. Nhà con đi đâu đi?
Dạ, con cũng đạo Thiên Chúa. À vậy hả? Dạ. Con Chúa thì dễ đấy. Con thì dễ, em rất dễ. Thế anh kia, như nào? Dạ, cũng dễ thương. Nhưng mà có đúng người mà mình đang tìm chưa hay như nào? Dạ, chút xíu nữa là biết à. Hai em mới trò chuyện, mới nói chuyện với nhau chút xíu à cô. Để hai em tâm sự thêm xíu nữa con mới hiểu được. Thế năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con sinh năm 88. Sinh năm 88 chứ bằng tuổi với anh kia nè. Dạ. Bằng tuổi cũng được, đâu có sao. Dạ. Nghĩa là sao? Hợp nhau xong rồi mình thật lòng với nhau thì nó dễ. Dạ. Dạ, con cũng hy vọng vậy. Dạ, bữa nay con cố gắng hết sức nha. Để con làm mai mối cho cặp đôi này nha. Nếu có tin vui thì con báo cho cô hay nha. Dạ, con chào cô. Rồi, con cảm ơn nhiều. Rồi, con chúc cô sức khỏe nha. Rồi, đưa điện thoại đây cho tôi. Tạm biệt mẹ đi nè. Rồi, con tạm biệt cô nha. Tạm biệt cô nha. Con chào. Dạ. Hay ha, ông nhận vô hỏi mấy câu đầu tiên là thấy trúng ý vậy cho nói được. Không có mẹ em ở đây á, chứ nếu mà có ba mẹ em ở đây chắc cũng hỏi cậu y chang, cậu này y chang con có đạo gì không. Rồi, bây giờ cho có hai câu hỏi dành cho hai bạn nha. Rồi đọc lớn lên yêu cầu trong này rồi mình thực hiện nha. Bạn trai đọc trước. Hãy tưởng tượng hai bạn hẹn nhau đi chơi. Bạn nam đến muộn, bạn gái giận dỗi. Và bạn nam sẽ dỗ dành như thế nào? Đó. Chà. Bước qua bên này. Rồi, đưa này đây cho tôi. Bước qua bên đây. Em dẫn nha. Đó, rồi bây giờ xử lý sao đây? À, thôi, cho anh xin lỗi tại nhiều khi đi xe nó bị trục trặc cho nên là nó bị trễ. À, cho anh mong em là bỏ qua. Nhưng mà lần sau anh đừng có tới trễ nữa nha. Anh lần sau anh sẽ cố gắng. Trời đất ơi, thân ơi. Tại anh đem bánh tráng xuống cho em mà đường dằn quá anh chạy chậm anh sợ bể bánh tráng cho nên anh tới trễ. Rồi đọc luôn câu đó. Bạn trai hãy nắm tay bạn gái và nói lời yêu thương tạo niềm tin. Rồi xin phép bạn gái cho nắm tay bạn gái đi, cái này đứng lên được rồi đó. Chanh à. Tuy là chưa hiểu nhiều về nhau nhưng mà anh cũng muốn là có một cơ hội để cho chúng mình tìm hiểu nhau nhiều hơn để có thể sẽ tiến tới hôn nhân. Mong em là không từ chối nghĩ của anh. Có món quà gì tặng bạn gái không? Bây giờ mình hát bài đi, tặng bạn gái đi. Cho anh hát tặng em một khúc. Vậy vậy vì đó là em. À, tuyệt vời. Mời em. Anh hơi run. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Trời ơi, đang hay mà. Hồi đang hay, tự nhiên hay không em? Dạ hay. Ôi, công nhận cái giọng ở trên miền núi ha. Giọng ấm, vang, trầm ghê. Sao hát ít vậy? Dạ. Hát ít vậy? Nắm tay đi. Em có thể hát tặng anh một bài không? Em có thể hát tặng anh một bài nào mà em thích nhất. Em hát tặng anh cái bài mà em mới nghe ngày hôm qua. À. Rồi, mời em. Em không đi tìm người yêu lý tưởng đâu anh. Em không đi tìm người yêu mong ước cao sang. Em không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà, người yêu đã cắt xa hoa lụa là gấm nhung vàng son. Trời ơi, được rồi, về chỗ, về chỗ. Trời ơi, xỉu luôn á, cặp đôi này về mà tao nói buồn buồn, hai đứa ngồi hát với nhau không thấy cũng hạnh phúc nữa. Bạn gái hay không em? Hay. À, hai giọng, hai người, hai thể loại. Một cái tình cảm ướt át, một cái trữ tình lãng mạn. Tuyệt vời. Rồi bây giờ quay lại với chương trình của mình. Thật ra là có những cái trò chơi như vậy để cho các bạn có cái cơ hội tiếp xúc với nhau, để gần nhau nhiều hơn. Những cái gì cần nói mình cũng đã nói được rồi. Và nãy giờ mình cũng tìm hiểu được những cái thông tin, cũng nói chuyện với người lớn. À, mình cũng trực tiếp gặp mặt rồi. À, mình sẽ có những cái cảm nhận. Tại vì Tường biết ở tuổi của tụi em cũng ba mấy tuổi và ai cũng có những trải nghiệm trong tình yêu rồi. Khó có thể mà nhìn một cái mà yêu liền hay là rung động liền. Tuy nhiên là chúng ta có thể nhận xét bằng cái lý trí. Có nghĩa là nếu mình cảm nhận đây là một cái người có tiềm năng và
nếu mình cho cái cơ hội để tìm hiểu thì biết đâu mình sẽ nắm bắt được cái hạnh phúc của mình, thì mình đừng bỏ qua cái cơ hội này. Với cuộc sống nó rất là nhanh, nó rất là vội, và có những người họ đến với chương trình họ đã lấy nhau và họ đã sống rất là hạnh phúc. Thì bây giờ chị Tường nhiệm vụ chỉ là cái cầu nối thôi, còn cái quyền quyết định hai bạn có nắm bắt cái cơ hội này hay không là quyền của các bạn nhá. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý có quyền nhẹ nhàng lấy tay ra. Rồi xin mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Trời ơi, tim tôi nó thót lại luôn á. Sao không đồng ý vậy? Tại lúc đầu nghe ảnh chia sẻ ảnh nhiều tình trường mà ngắn quá, em nghĩ ảnh chưa đủ chín chắn đó. Trời ơi, người ta ngắn rồi vậy, em dài chứ em chín chắn quá ha. Trời ơi, người ta ngắn, người ta không chín chắn, em dài, em chín chắn ghê vậy. Cái dài hay ngắn không phải quan trọng, cái đó là cái nhân duyên của mỗi người. Tại vì bây giờ ảnh đâu có chủ động được, tình yêu nó phải từ hai phía. Ví dụ như em quen một người mười mấy năm, em đâu bao giờ em nghĩ chia tay. Tại vì nếu em đã nghĩ chia tay, em sẽ không có bắt đầu. Em quen người đó là em đã nghĩ là mình phải tiến tới hôn nhân, để em mới bỏ cả cái tuổi thanh xuân của mình, cho em phải luôn hy vọng. Cho nên mọi thứ mình mong muốn là một chuyện, mà cái nhân duyên là một chuyện khác. Và thật ra mình sống đến từng cái tuổi này, giai đoạn này, mình phải hiểu được cái mọi thứ là có người sắp đặt, nhưng mà phải có ông trời sắp đặt nữa. Chứ chị thấy là đây là một người rất là có tiềm năng. Thật sự trong lòng chị nghĩ tụi em rất là xứng đôi. Mà quan trọng là bây giờ em tìm một người mà cùng chí hướng, cùng đạo, cùng đường rất là khó luôn, thật sự luôn. Thì thôi, có thể là ông trời sắp đặt các bạn không có duyên thì cũng là chịu. Cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Cũng hơi buồn nhưng mà cũng không sợ. Thôi thì rất là tiếc, nhưng mà chị Tường cũng chúc cho hai bạn sẽ có được những cái niềm vui trong cuộc sống, và hy vọng là cái tình duyên đích thực, cái người bạn đời của mình sẽ đến với hai bạn trong thời gian sớm nhất nha. Wow. Cảm ơn hai em rất nhiều. Rồi mời hai bạn đứng lên. Buồn lắm luôn. Tôi nghĩ rằng mọi người đang theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng sẽ có cùng một cái cảm xúc giống như là Cát Tường vậy. Có một chút gì đó tiếc nuối cho cặp đôi này, đúng không các bạn? Nhưng mà thôi, đó là quyền của họ, chúng ta phải trân trọng. Bây giờ chị Tường gửi tặng em gái một món quà. Là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Kính thưa quý vị, thất bại rồi, thôi thì chúng ta sẽ cố gắng vào những lần sau quý vị nha. Bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết rồi, Cát Tường xin chào quý vị.